Quý cô bác, anh chị kính mến, Minh và Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, được lộc bề trên, thần tài mở kho ban cho lộc lớn, làm ăn đắc thắng, tiền bạc ùa về, trăm tỷ cầm tay, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, tuổi Bính Dần sinh năm 1986, ơn phúc bề trên, lộc trời ban xuống, đón vận may bất ngờ, trúng số cực đậm, làm ăn trúng lớn, trả sạch nợ nần, đổi đời cực giàu có, đúng trong năm Ất Tỵ 2025. Thường qua cơn bỉ cực sẽ tới ngày thái lai, dù cho bạn là ai, mình cũng cần vui sống, đừng nản lòng thất vọng, giữa cuộc sống ba sinh, phải tự là chính mình. Đứng lên giành chiến thắng. Một đời người quý lắm, chẳng mua được bằng tiền, sức khỏe, sự bình yên. Bạn hãy nhớ như thế. Có thể không hề dễ khi phải tự vượt qua, nhưng mỗi người chúng ta là một niềm vui sống. Quý vị thân mến, người xưa có câu, ở hiền gặp lành, hiền lương sinh phú quý, quả thật không sai. Trên thực tế, mỗi người sinh ra đã được an bài số mệnh riêng. Tuy nhiên bên cạnh đó, tính cách của họ cũng quyết định số phận phần nào. Có những người tuy không được sinh ra trong gia đình đủ đầy, sung túc, nhưng nhờ sở hữu tính cách tuyệt vời mà gặp được nhiều may mắn, cuộc sống được quý nhân phù trợ ít nhiều. Khi xem tử vi trọn đời tuổi Bính Dần sinh năm 1986, con giáp này là người hoạt bát, sôi nổi, hiền lành và giỏi giang, vì thế mà cuộc sống của họ thường rất bận rộn và phong phú, đủ sắc màu. Trong chuyên mục tử vi hàng tháng của 12 con giáp ngày hôm nay, thì ban biên tập chương trình kênh Minh Đường Tử Vi xin mời quý vị và các bạn cùng luận bàn về tử vi năm Ất Tỵ 2025 của người tuổi Bính Dần sinh năm 1986, để quý vị biết được vận mệnh của mình sẽ ra sao, tháng nào được hưởng phước lộc trời ban, may mắn tài lộc ùa về, công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và gia đạo sẽ thế nào. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Đặc trưng tính cách của tuổi Bính Dần sinh năm 1986, nam mạng. Bính Dần sinh năm 1986, mạng lưu trung quả, lửa trong lò, khắc kiếm phong kim, con nhà xích đế, cô quạnh, xương con cọp, tướng tinh con chim trĩ, cuộc đời được cậu tài, cậu quý độ mạng. Bính Dần cung khảm lửa lư, nếu sinh xuân hạ ấm no thanh nhàn, thu đông chẳng thuận lỗi thời, lỗi sinh cực nhọc nên chàng âu lo, số này bất luận gái trai. Khôn ngoan mưu trí ít ai thiệt thà, nhưng mà vô số đàn bà, thế mà sự nghiệp tự tay mình làm, sinh thành cốt cách bền lâu, gia đình sự nghiệp tự tay mình làm. Tiền vận chẳng đặng an thân, chẳng bằng trung vận tròn dành mấy phân, kiển già nhân lộc còn xuân, số trăm tuổi vẫn còn nợ duyên ân tình. Về cuộc sống, Bính Dần thuộc mạng quả, cuộc đời có nhiều ưu tư sầu muộn, không bao giờ có được sự an nhàn tư tưởng. Cuộc đời luôn luôn lo toan và nhiều suy nghĩ. Tuy nhiên Bính Dần tuy lo nghĩ về trí não nhưng sung sướng về thể xác, cuộc sống lại hay thay đổi, không bao giờ có một quyết định dứt khoát cho cuộc đời mình. Vì thế thường bị lợi dụng và hay có tánh lạc lòng, hay thương cảm những kẻ sa cơ, giúp đỡ những người cô thế. Tuy kém khuyết về tiền bạc nhưng rộng rãi tấm lòng, biết thương yêu và hay cảm mến gia tộc, anh em. Tóm lại, cuộc đời của tuổi Bính Dần tuy có nhiều nghĩ suy hơn, nhưng không bị khổ cực về thể xác, hay thương mến gia tộc, anh em. Về tình duyên, số Bính Dần nói về tình duyên lúc đầu cũng có nhiều thay đổi, nhiều đổ vỡ hay sầu đau về vấn đề này, không thoát được cảnh ngang trái, phũ phàng trong cuộc sống về tình duyên.
đối với tình duyên mang lấy nhiều chuyện buồn lòng khổ não, sầu khổ và đau thương hơn những kẻ khác, đó là vào tuổi từ 20 trở đi, đến gần 30 tuổi mới được hạnh phúc. Duyên nợ không được trọn vẹn phải thay đổi nhiều lần, nếu có hạnh phúc thì cuộc đời cũng phải nhiều mất mát, hy sinh nhiều lắm mới bảo vệ được hạnh phúc đó. Tuy nhiên, nếu tuổi Bính Dần sinh vào những tháng này thì sự thay đổi lại càng nhiều hơn, và tối thiểu cũng 3 lần thay đổi tình duyên hay hôn nhân và hạnh phúc. Đó là bạn sinh vào những tháng 2, 3 và 9 âm lịch. Nếu bạn sinh nhầm những tháng này, bạn sẽ thay đổi 2 lần duyên phận. Đó là bạn sinh nhầm những tháng 4, 6, 7, 8, 10 và 11 âm lịch. Nhưng nếu bạn sinh nhầm những tháng này, bạn cũng có thể hưởng hạnh phúc và suốt đời tình duyên không bao giờ thay đổi. Đó là những tháng 1, 5 và 12 âm lịch. Những tháng này tuy giàu có hạnh phúc, nhưng thường xảy ra nhiều bất đồng trong gia đạo. Vậy bạn nên nhớ lại tháng sinh để tìm hiểu về duyên số của mình xem còn thay đổi nữa hay không. Về gia đạo, công danh, về vấn đề gia đạo, tuổi nhỏ có nhiều rối rắm, cuộc sống thêm phần khó khăn và hay xảy ra nhiều chuyện buồn lòng. Không bao giờ bạn cảm thấy sung sướng hay thoải mái về vấn đề gia đạo được êm ấm. Trong thời gian bạn ở vào tuổi 30 trở lên, nhưng chưa chắc đã bình thường mãi, trong suốt cuộc đời gia đạo chưa chắc đã hoàn toàn yên vui. Công danh không lên cao, chỉ ở vào mức độ bình thường, có thể nói là chỉ giữ được danh dự cho cuộc đời mình mà thôi, chớ không lên đến tuyệt đỉnh của vấn đề danh vọng. Đó là số phận của bạn phải chịu lấy, không nên đặt nhiều hy vọng về vấn đề này, cố trèo cao thì ngã nặng đấy. Cuộc sống của vấn đề danh vọng chỉ có thể xem cho nó ở mức độ bình thường mà thôi, cần nhất là gia đạo. Bạn phải cẩn thận và nhịn nhục mới tránh được sự đổ vỡ hay những xích mích bất thường. Sự nghiệp được vững vàng nhờ trí sáng suốt và lo nghĩ hoàn thành với một thời gian dài hơn 10 năm. Đó là những năm mà bạn lao tâm khổ trí nhất và bắt đầu hoàn thành sự nghiệp một cách vững vàng vào năm bạn ở tuổi 38. Tiền bạc giàu ra bất thường, làm cũng có khi có lắm tiền, nhưng lại ra như nước. Tiền bạc không được điều hòa cho lắm, cứ giàu, ra cầm chừng. Số nắm được tiền của phái từ 40 trở đi. Sự cần mẫn và siêng năng cũng là vấn đề giữ lấy tiền bạc, tạo ra tiền bạc mà nắm phần vững chắc của nó bằng cách bạn phải cố gắng hơn nữa. Bắt đầu từ 40 tuổi trở đi bạn mới giữ vững được tiền bạc và có thể hưởng được mức trung bình cho cuộc sống. Về tuổi hợp cho làm ăn, trong vấn đề làm ăn, bạn cũng cần lựa chọn người cho hợp tuổi mới có thể phát triển công việc một cách mau lẹ được. Sự phát triển làm ăn cũng tùy ở sự trùng hợp mới có thể nắm lấy nhiều may mắn và thắng lợi. Vậy bạn nên cần lựa chọn những tuổi này: Đinh Mão, Canh Ngọ, Quý Dậu, Giáp Tý. Những tuổi này có thể giúp bạn làm ăn mau phát đạt và có thể có nhiều tài lộc nếu gặp được những tuổi này hợp tác làm ăn hay đầu tư trong mọi công việc khác. Về lựa chọn vợ chồng, vấn đề hôn nhân và hạnh phúc cũng là một vấn đề hết sức quan trọng. Bạn nên cần lựa chọn như thế nào để cho cuộc sống được dễ dàng và cũng cần cho sự phát triển sự sống của mình bằng cách làm cho cuộc đời được sung sướng hơn. Bởi vậy trong việc chọn bạn, lương duyên và hạnh phúc cũng là một vấn đề hết sức quan trọng cho cuộc đời thành công hay thất bại, sung sướng hay nghèo khổ, đều do lương duyên tạo thành. Sau đây là những tuổi mà bạn có thể chọn, cuộc sống được trùng hợp, trong việc làm ăn mau phát đạt. Vì những tuổi này rất hợp với tuổi bạn, đó là những tuổi Đinh Mão, Canh Ngọ, Quý Dậu, Ất Hợi, Giáp Tý, Quý Hợi. Kết hôn với tuổi Đinh Mão, làm cho cuộc sống mau phát triển, công danh được dễ dàng và mau lên đến cao độ. Kết hôn với tuổi Canh Ngọ, có thể phát triển tiền bạc một cách mau chóng. Kết hôn với tuổi Quý Dậu, công danh và sự nghiệp đều lên một lượt, đưa cuộc đời đến chỗ giàu sang, phú quý. Kết hôn với tuổi Ất Hợi, chỉ phát triển công danh, tài lộc bình thường, con cái đủ nuôi. Kết hôn với tuổi Giáp Tý, có đầy đủ con và của, hai tuổi này dẫn lên song song với nhau. Kết hôn với tuổi Quý Hợi, tiền bạc làm ra mau chóng, nhưng đường công danh có nhiều trắc trở, nhiều của, nhưng con lại ít. Trên đây là những tuổi mà bạn có thể kết hôn với những diễn tiến tổng quát như trên. Phần xã hội và gia đình được tùy theo hoàn cảnh nhưng đều có thể được vẹn toàn và khỏi lo sợ thất bại não nề. Trái lại nếu bạn kết hôn với những tuổi này, thì bạn chỉ có thể sống được một cuộc sống trung bình mà thôi. Đó là những tuổi chỉ hợp về tình cảm, tài lộc không được hợp nhiều như các tuổi Bính Dần, Nhâm Thân, Tân Dậu, Canh Thân. Những tuổi này nếu bạn kết hôn thì chỉ có một mức sống trung bình về công danh cũng như về tài lộc, mà không được hưởng những cảnh sang giàu, chỉ đủ ăn, đủ mặc. Nếu bạn phải kết duyên với những tuổi này,
bạn phải sống một cuộc đời khổ cực và luôn luôn thiếu thốn, chẳng những về công danh không lên cao, tiền bạc làm ra rất khó, không bao giờ có thể sống được hoàn toàn đầy đủ. Đó là bạn phải kết duyên với những tuổi Mậu Thìn, Giáp Tuất, Nhâm Ngọ. Ba tuổi này mà kết duyên thì khó mà thoát khỏi cảnh bần hàn thiếu hụt liên miên. Với những năm này là những năm khắc của bạn, bạn không nên cưới vợ hay tính toán việc hôn nhân, vì nếu hôn nhân gặp những năm mà có sự khắc kỵ thường sinh ra cảnh ngang trái phủ phàng. Đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 16, 22, 28, 34, 40, 46 và 52 tuổi. Nên kỵ vào những năm này vì số tuổi có nhiều sự khắc kỵ trong đời bạn. Sinh vào những tháng này tuổi Bính Dần phải gặp nhiều lần thay đổi lương duyên. Đó là bạn sinh vào những tháng 2, A, 6, 7, 8, 9 và 10 âm lịch. Sinh nhằm những tháng này có số lưu thê hay lo nghĩ buồn rầu về việc vợ con. Những tuổi đại kỵ, những tuổi này rất đại kỵ cho tuổi bạn, có thể gây ra những cuộc sống hư hỏng, tuyệt mạng, biệt ly và có thể làm cho cuộc đời bạn phải cam phận là một kẻ đi trong đêm tối. Đó là khi bạn kết duyên hay hợp tác với những tuổi Kỷ Tỵ, Tân Mùi, Đinh Sửu, Tân Tỵ, Quý Mùi, Bính Dần, Kỷ Mùi. Những tuổi kể trên là những tuổi đại kỵ kết hôn cũng như về việc làm ăn. Bạn cần tránh những tuổi này để không mang lấy những sầu não đau thương cho cuộc sống. Khi gặp tuổi đại kỵ, bạn phải cúng sao hạn cho đúng kỳ, tùy theo năm mà cúng và phải tu nhân, tích đức thì được giải hạn ngay. Những năm khó khăn nhất, tuổi Bính Dần có những năm khó khăn nhất, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 20, 24, 27, 30, 36 và 42 tuổi. Những năm ở vào số tuổi này phải cẩn thận đề phòng, có bệnh hoạn, tai nạn hay xảy ra nhiều việc khó khăn trong vấn đề làm ăn. Ngày, giờ xuất hành hợp nhất, sau đây là ngày, giờ, tháng mà bạn xuất hành hợp nhất trong suốt cuộc đời cho tuổi bạn. Số của tuổi Bính Dần rất hợp vào những giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn. Bất kỳ trong trường hợp nào hay tháng hoặc năm nào, bạn cũng có thể xuất hành vào những ngày chẵn, giờ chẵn và tháng chẵn cả. Chẳng những mang nhiều thắng lợi mà còn giúp bạn thành công trong bất kỳ việc gì. Tổng quan tử vi năm 2025 cho tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, Nam Mạng. Năm Ất Tỵ 2025, Bính Dần sinh năm 1986, Nam Mạng, là 40 tuổi âm lịch và 39 tuổi dương lịch. Thứ nhất, xét về thiên can, địa chi và ngũ hành. Xét về thiên can, bản mệnh tuổi Bính Dần có thiên can là Bính, gặp năm Ất Tỵ có thiên can Ất là Bình Hòa. Theo đó, bản mệnh tuổi Bính Dần trong năm này chủ về công việc bình thường, nhiều cơ hội kiếm ra được tiền bạc, nhưng cơ bản chỉ đủ đảm bảo cho những khoản chi tiêu công việc cũng như cuộc sống. Bên cạnh đó, bản mệnh tuổi Bính Dần có ngũ hành thiên can thuộc hỏa, gặp năm Ất Tỵ có ngũ hành thiên can là mộc, có vận quý nhân giúp đỡ công việc, xuất hành đi xa năm này được lợi. Xét về địa chi, Dần gặp Tỵ, lâm cục diện tứ hành xung, công việc làm ăn nhiều khả năng không được kết quả như ý muốn, cuộc sống gặp phải chuyện bất lực và sức khỏe cũng cần hết sức lưu tâm, bởi nếu ốm đau trong năm thì thường lâu khỏi bệnh. Xét về ngũ hành, luận tử vi tuổi Bính Dần nam mạng năm 2025, ngũ hành của người tuổi này là hỏa, gặp ngũ hành hỏa của năm Ất Tỵ là quan hệ bình hòa. Theo đó, năm Ất Tỵ với bản mệnh tuổi Bính Dần chủ về sức khỏe bình ổn, dù không mắc bệnh nặng nhưng bệnh nhẹ khó tránh do hung tinh gây ra. Cùng với đó, về công việc ở mức bình bình, việc kinh doanh buôn bán muốn đạt được thành quả thì bản thân cần phải nỗ lực nhiều hơn. Thứ hai, xem tử vi tuổi Bính Dần sinh năm 1986, Nam Mạng, theo sao hạn. Năm 2025, tuổi Bính Dần Nam Mạng gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh. Sao Thái Bạch là một trong số hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Khi gặp sao hạn Thái Bạch, thường hao tốn tiền bạc, tài sản lớn, gặp nhiều kẻ xấu hãm hại, rắc rối với luật pháp, thậm chí có thể bị trắng tay. Công việc có tiểu nhân quấy phá, hãm hại, sau này tác động xấu nhất vào các tháng 2, tháng 5 và tháng 8 âm lịch. Nên trong 3 tháng này, các bác hạn chế xuất số tiền lớn để đầu tư hay làm việc gì ngoài tầm kiểm soát, kẻo dẫn đến họa tiêu tán tài lộc các bác nhé. Trong năm hạn, người bị sao Thái Bạch chiếu mạng sẽ hao tốn tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Người ăn ở mất âm đức,
khi gặp sao Thái Bạch còn bị hạn lớn hơn, bởi Kim Tinh là hung tinh chủ về hung giận, Kim Tinh còn được gọi là Triều Dương Tinh. Ánh trăng bị che mờ thì mưu sự khó thành, quý nhân kiến hỷ, thêm nhân khẩu, hôn nhân cưới gả đều có hại, sử dụng tiền bạc cần chú ý tiểu nhân. Người gặp sao Thái Bạch dí như ánh trăng xuyên qua đám mây dậy, nghĩa là vận trình rất tâu tinh nhưng hay ưu phiên vì bị mây mù che phủ. Ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ nên cuộc sống u tối, thường xuyên gặp trở ngại, không phát huy được hết năng lực của bản thân. Trong khi đó, người này lại có xu hướng khép kinh nên mọi người xung quanh thấy khó lại gam, nếu bản mệnh vượt qua được những rào cản trang mờ thì vận trình thăng tiến rất nhanh. Và việc gì cũng cần lưu tâm, chú tâm, cẩn trọng với việc cho vay tiền, vì dễ phát sinh cãi giả. Khi cần xử lý những việc này thì phải thật nghiêm tốn, nhún nhường sẽ có lợi hơn. Trong dân gian đến nay vẫn còn lưu truyền một bài thơ về sao Thái Bạch như sau: Thái Bạch hạng ấy nặng thay, nam nữ máu huyết kỵ rầy gươm đao, Kim Tinh Bạch Hổ vì sao, cứ mặc áo trắng chiếu vào phương Tây, cưới gã tạo lập gia đường, tháng năm kỵ lắm tổn thương chẳng hiền. Bi ai tăng khó hao tiền, không tai cũng bệnh trong năm khỏi nào, có người cũng nhẹ không sao, có người bị dướng tù lao giam cầm, cũng nên tích đức thiện tâm, quý nhân phù trợ ai đau được mình. Theo như ý tứ trong bài thơ, thì gặp hạng sao Thái Bạch, hạng thường rất nặng, đối với cả nam mạng và nữ mạng. Nhiều người gặp tai nạn huyết quang, thương tích máu me, nhiều người bị bệnh tật mãn tính khó khỏi, những người khác trong họ hàng gặp việc tan chế, mất mát, u buồn. Tình hình xấu nhất có thể vướng vào lao lý, hình ngục, bị truy tố trước pháp luật và thụ án. Hai câu cuối của bài thơ về sao Thái Bạch khuyên những người gặp hạn này nên tu nhân tích đức, hiếu thảo, trên kính dưới nhường, làm nhiều việc thiện, quyên góp ủng hộ cho công tác từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, tật nguyền. Sao Thái Bạch thuộc hành gì, hợp kỵ màu gì, tháng mấy? Sao Thái Bạch là một hung tinh thuộc hành kim, nên chiếu theo ngũ hành có quan hệ tương sinh với thổ, bình hòa với kim, tương khắc với hỏa, mộc, sinh xuất với thủy. Do đó muốn hóa giải được những nguồn năng lượng tiêu cực từ sao này thì cần phải dùng hành thổ, kim sinh thủy, hành hỏa, hỏa khắc kim để tiết chế. Ngoài ra nên tránh dùng hành thổ và kim. Do đó gặp người sao Thái Bạch, kỵ dùng các màu thuộc hành thổ là màu vàng, nâu, màu thuộc hành kim là màu trắng, xám, ghi. Người gặp sao Thái Bạch hợp với các màu thuộc hành hỏa là màu đỏ, hồng, tím, cam và màu thuộc hành thổ là xanh nước biển, đen. Sao Thái Bạch kỵ nhất là vào tháng 2, tháng 5, tháng 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Thứ ba, xem tử vi nam mạng tuổi Bính Dần, theo niên hạn là hạng Thiên Tinh. Hạng Thiên Tinh là một hạng xấu, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và dễ mắc kiện cáo, rắc rối với pháp luật. Trong tất cả 8 hạng mà con người mắc phải trong chu kỳ vận hạn theo tuổi, thì hạng Thiên Tinh sẽ là một trong những hạng nặng nhất. Người mắc phải hạng này, nếu không cẩn thận sẽ gặp cú sốc lớn về cả sức khỏe lẫn tinh thần. Nhắc đến hạng Thiên Tinh, người xưa có câu thơ như sau: Thiên Tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Thiên Tinh là hạng xấu, chủ về sức khỏe, kiện cáo, nhất là các bệnh về tiêu hóa, đường ruột, bị ngộ độc thực phẩm, không kịp điều trị, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Trong làm ăn, gặp phải kẻ xấu du khống, khiến sự nghiệp lao dốc không phanh, vì tiếng xấu đồn xa, nên chẳng còn ai tin tưởng và làm ăn chung nữa, cũng từ đó, công việc làm ăn không còn thuận thành như trước. Trong cuộc sống, thì các mối quan hệ dần xa cách, bởi có tiếng đùa giỡn vô tình, dẫn đến sự hiểu lầm không đáng có. Chính sự hiểu lầm dẫn đến những cuộc tranh cãi, xung đột, khiến tình cảm ấy chia cách. Tình cảm bị chia ly bởi lời châm biếm đố kỵ của người thứ ba, kẻ xấu du khống những điều không tốt về bạn, tin xấu đồn xa khiến mọi người xung quanh ai cũng tìm cách xa lánh. Đặc biệt khi chịu tiếng oan mà không giải thích được, cảm xúc dâng trào, rồi có những hành động lời lẽ sai trái, khiến đôi bên xung đột dẫn đến kiện tụng, ra tòa. Nguy hiểm hơn khi không kiềm chế được cảm xúc, dẫn đến án mạng, thương vong. Thứ tư, vận niên năm 2025 của tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, nam mạng. Gặp vận niên Cẩu Cuồng Phong là hình tượng chó bị gió độc, điều này báo hiệu một năm ít gặp may mắn, nhưng nếu biết nhẫn nại và khéo léo chờ thời cơ thì bản mệnh vẫn chuyển bại thành thắng không khó gì.
Ngoài ra, trong năm này sức khỏe của bản mệnh không được tốt, công việc sự nghiệp thì trong năm nên giữ nguyên mọi việc như cũ, hạn chế thay đổi sẽ tốt hơn. Ngoài ra, bản mệnh nên giữ gìn chữ tín với mọi người, chọn cách làm ăn kiên cố, không nên tham gia những việc mang yếu tố may rủi, hạn chế xuất tiền, chờ thời cơ, trong năm cũng dễ sinh lòng đố kỵ, nên chu đáo giữ mình, tránh cãi giả, tranh chấp. Bước sang năm Ất Tỵ 2025, bản mệnh tuổi Bính Dần sinh năm 1986, có vận trình không được mấy khả quan. Năm này bản mệnh phạm Thái Tuế là năm Tỵ, cho nên bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn. Không chỉ vậy, trong năm có nhiều hung tinh đã kích, lại thiếu các tinh để giải trừ hung tinh, nên lành ít dữ nhiều. Hai phương diện chịu tổn thất nặng nhất là sự nghiệp và sức khỏe. Vì vậy, lời khuyên của chúng tôi dành cho bản mệnh tuổi Bính Dần là cần lạc quan, mạnh mẽ, cố gắng hơn nữa. Bản mệnh nên dành nhiều thời gian nhìn nhận lại bản thân, chứ đừng thả lỏng quá mức, điều này sẽ ảnh hưởng đến vận thế của mình. Bên cạnh đó, sức khỏe gặp hung tinh bệnh phù ảnh hưởng nghiêm trọng đến thân thể, cho nên cần phải bảo vệ sức khỏe, hết sức cảnh giác, tránh rượu chè cờ bạc, chỉ khiến cho bản thân thêm bệ rạc mà thôi. Xét về phương diện sự nghiệp của bản mệnh tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, trong năm Ất Tỵ 2025. Tử vi bản mệnh tuổi Bính Dần sinh năm 1986, trong năm 2025, có vận trình sự nghiệp hung cát đan xen, là một năm có tốt có xấu với tuổi này. Bản mệnh tuổi Bính Dần vẫn khó tránh sự lo âu, nhưng cứ nghiêm túc cố gắng thì có thể tự tay cải biến được số mệnh của mình. Trong năm này, bản mệnh tuổi Bính Dần đang phạm phải cục diện ngũ hành tứ hình xung, thình tu binh dần mùi. Điều này sẽ gây ra sự nóng nảy, ngang tàng, cá tính mạnh mẽ bộc phát, cho nên công việc gặp nhiều bất lợi, ý chí không kiên định, dễ thay đổi, làm việc thiếu tập trung hay quên, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, dễ hình thành cục diện đối đầu với cấp trên, lãnh đạo và nghiêm trọng hơn còn khiến cho bản thân rơi vào tình trạng bị chuyển đi công tác, giáng chức, bị đuổi việc, mất việc. Sự ràng buộc của hạn thiên tinh trong năm sẽ tác động tiêu cực đến phương diện sự nghiệp, nên bản mệnh trong làm ăn, buôn bán nên cẩn thận, tính toán cho thật kỹ lưỡng. Không nên vội vàng tin lời người khác để dính vào lao lý, pháp luật, tiền mất tật mang. Công việc trong năm này đối với bản mệnh tuổi Bính Dần nên tập trung phát huy thế mạnh của mình, nhẫn nhịn, chăm chỉ hơn, phấn đấu nỗ lực nhiều hơn, đừng vội vàng từ bỏ những mục tiêu hiện tại thì vẫn đạt được nhiều khởi sắc, dễ được trọng dụng. Cơ hội cũng sẽ đến, kèm theo đó là không ít khó khăn, thách thức ở phía trước, nhưng bản mệnh cần can đảm lên, dũng cảm đối mặt, sẽ vượt qua được những trở ngại và thu được thành tựu về cho mình. Bản mệnh tuổi Bính Dần sinh năm 1986, đang ở giai đoạn 2 của vận trình đời người, tam thập nhi lập từ 30 tuổi trở đi lập thân, lập nghiệp, đã trụ vững, có nghề nghiệp, việc làm, có khả năng nuôi sống bản thân và gia đình, đã xác định vị trí của mình trong xã hội. Tử vi dự báo bản mệnh tuổi Bính Dần cũng sẽ có được sự may mắn trong công việc, cho nên cần phải cố gắng nỗ lực hết mình để có được vị trí tốt hơn ở tại công ty, cơ quan nơi làm việc. Đặc biệt, trong năm 2025, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh tuổi Bính Dần hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng, giúp cho bản mệnh có một năm bội thu, đại cát, đại lợi. Xét về phương diện tài lộc của bản mệnh tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, trong năm Ất Tỵ 2025. Bản mệnh tuổi Bính Dần sinh năm 1986, trong năm 2025, có tài vận không được mấy khả quan. Thái tuế án ngữ và các hung tinh ngăn trở, làm cho bản mệnh tuổi Bính Dần có thể đối mặt với nguy cơ thất thoát tiền bạc bởi những vấn đề phát sinh, khó có thể lường trước. Việc kiếm tiền trở nên chông chênh, khó khăn hơn, con đường phát tài của bản mệnh gặp nhiều ngăn trở, kinh doanh không thuận lợi, hàng hóa có phần ế ẩm, do chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố. Tử vi cho thấy năm nay mặt khó khăn sẽ nhiều hơn mặt thuận, cho nên bản mệnh tuổi Bính Dần đừng nên ỷ vào sự khôn ngoan, ứng xử khéo léo để khởi mưu cầu. Cho dù bản mệnh có tài ba, đoạt được thành công cũng chỉ là tạm thời,
ẩn tàng phía sau sẽ là họa hại, khó khăn gấp bội lần, nên bản mệnh cần có sự cẩn trọng, không nên thực hiện những việc lớn lao, kẻo lại rước họa vào thân. Trong năm này, bản mệnh tuổi Bính Dần do bị ảnh hưởng của tiểu hao, thiên khốc và sự ràng buộc của sao Thái Bạch là hung tinh, làm cho cuộc sống của bản mệnh có nhiều phần u tối, lý trí bị che mờ, gặp họa phá tài, tiền bạc dễ hao, tiểu nhân quấy phá, rối rắm nhiều bề. Không chỉ khó đạt được sự tiến bộ về tài chính, mà các nguồn thu cũng gặp khó khăn, tài lộc khó tụ, ngay cả về mặt quản lý tài chính. Thỉnh thoảng sẽ có những tình huống bất trắc xảy ra, đồng tiền chảy vào túi đã nhỏ giọt, lại phải tốn quá nhiều cho chuyện chi tiêu. Trong năm này, bản mệnh tuổi Bính Dần, nếu có ý định xuất tiền bạc đầu tư, thì phải thận trọng, cần có kế hoạch tính toán tỉ mỉ, nếu không rất dễ thua lỗ, không thu hồi được vốn. Cho nên, bản mệnh tuổi Bính Dần trong năm này càng cần phải tự nhắc nhở bản thân mình, nên biết tiết kiệm thì tốt hơn, hạn chế ăn chơi, chạy theo xu thế mua sắm nhiều thứ không cần thiết, hoặc tham gia quá nhiều vào các hoạt động vui chơi mà gây tổn hao về tài lộc. Nên biết cách quản lý về tài chính, việc tiêu dùng cũng cần có kế hoạch. Điều này sẽ giúp cho bản mệnh cân đối được mức thu chi của mình, chi không vượt quá thu, có thể liệu cơm gắp mắm để có cuộc sống no đủ, tránh nỗi lo nợ nần. Đồng thời cần có một khoản tiền tiết kiệm dành riêng cho những trường hợp cấp bách. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên tránh cho dây tiền hoặc hùn vốn đầu tư lớn trong năm này. Về cuối năm, vận trình của bản mệnh có phần khởi sắc hơn, khi đó bản mệnh ít bị tác động của các hung tinh, công việc làm ăn, kinh doanh, buôn bán được, thuận lợi, giúp cho nguồn thu của bản mệnh không ngừng tăng lên, bản mệnh cũng cảm thấy thoải mái hơn trong vấn đề về tài chính của mình, không còn nỗi lo cơm áo gạo tiền như những tháng trước đây. Xét về vận trình tình cảm của bản mệnh tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, trong năm Ất Tỵ 2025. Bước sang năm Ất Tỵ, về phương diện tình cảm, gia đạo của bản mệnh tuổi Bính Dần không tốt cho lắm, vận khí trong nhà suy giảm, dễ phát sinh nhiều điều bất hòa hoặc xích mích nhiều việc, có chuyện buồn đưa tới. Đường tình cảm của bản mệnh trong năm này cũng vướng phải không ít rắc rối, vì bản tính hướng ngoại, các mối quan hệ xã hội rộng rãi. Trong quá trình giao lưu với bạn bè, khách hàng, cũng có nguy cơ lầm đường lạc lối, nguy cơ có người thứ ba xuất hiện, thậm chí gây mâu thuẫn gia đình. Đối với những người đã có đôi có cặp hoặc mới kết hôn, cũng sẽ phát sinh nhiều thị phi, bất hòa, vợ chồng thiều tôn trọng nhau, dễ giày dò lẫn nhau. Về vấn đề này, bản mệnh tuổi Bính Dần nên biết giữ mình, kiểm soát hành vi của bản thân, nếu không sẽ dẫn đến đổ vỡ tình cảm vợ chồng, bất hòa với con cái. Ngoài ra, những tin đồn tình cảm cũng có thể gây tổn hại đến hình ảnh, danh tiếng cá nhân, ảnh hưởng đến sự ổn định của sự nghiệp và tài vận. Bản mệnh tuổi Bính Dần nên suy xét lợi và hại, đừng vì nóng vội nhất thời mà hủy hoại cả gia đình và sự nghiệp. Mọi người đến tuổi trung niên nên tập trung ổn định mọi thứ, nếu không cuối cùng sẽ phải hối hận. Xét về vận trình sức khỏe của bản mệnh tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, trong năm Ất Tỵ 2025. Năm 2025, bản mệnh tuổi Bính Dần có vận trình sức khỏe cũng không được tốt, bị ảnh hưởng bởi sự phá hoại của các hung tinh, tan môn, thiên khốc, quan đới, sự ràng buộc của hạng thiên tinh, chủ về sức khỏe, làm cho bản mệnh gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là các vấn đề về đường ruột, hệ tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm, nếu không có sự chữa trị kịp thời sẽ nguy tới tính mạng. Tử vi khuyên bản mệnh tuổi Bính Dần trong năm Hại Thái Tuế này, cần đề cao an toàn của bản thân, làm tốt sự chuẩn bị trong mọi tình huống, đặc biệt tránh đi đến những nơi nguy hiểm, để đề phòng tai họa bất ngờ ập đến, hạn chế đi đám ma, đám hiếu. Trong năm bản mệnh cũng có điềm báo gặp họa huyết quan, cần phải cẩn thận khi sử dụng các vật sắc nhọn bằng kim loại. Chú ý khi tham gia giao thông tránh phóng nhanh vượt ẩu, không lái xe trong tình trạng mệt mỏi và sau khi uống rượu bia, để tránh xảy ra tình trạng đáng tiếc. Trong năm này, bản mệnh tuổi Bính Dần cần tu dưỡng bản thân, coi trọng đạo đức, kính trên nhường dưới, thuận hòa, hiếu thảo với cha mẹ, tạo dựng ý niệm tốt. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên làm nhiều việc thiện, giúp đỡ những người gặp khó khăn, chu đáo trong việc cúng tổ tiên, siêng năng lễ bái thần Phật, thì sẽ được tổ tiên, thần Phật và ơn trên che chở, giúp cho bản mệnh tai qua nạn khỏi, độ trì gặp nhiều may mắn, hanh thông, thành công,
thăng tiến, tài lộc được dồi dào hơn nữa. Bản mệnh tuổi Bính Dần trong năm nay phải chăm sóc bản thân thật tốt, nên có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe. Chớ nên âu sầu, lo lắng vì những chuyện đã qua. Tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh, vui vẻ được. Đừng để các sao hung tinh có cơ hội gây hại cho bản thân. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh tuổi Bính Dần sinh năm 1986 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, quá sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của bản mệnh. Tử vi tuổi Bính Dần sinh năm 1986, nam mạng, năm 2025, có phạm tam tai, hoàng ốc, kim lâu, thái tuế, trạch tuổi không. Tam tai năm 2025. Người tuổi Bính Dần cần tránh các năm tam tai, thân, dậu, tuất. Năm 2025 là năm Ất Tỵ. Theo cách tính này thì gia chủ Bính Dần 1986 sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Tuổi Kim Lâu năm 2025. Năm Ất Tỵ 2025, gia chủ Bính Dần 1986 là 40 tuổi, tuổi Mụ, sẽ không phạm Kim Lâu. Hạn Quan Ốc năm 2025. Năm nay tuổi Bính Dần là Tứ Tấn Tài, không phạm Quan Ốc. Thái Tuế năm 2025. Bản mệnh tuổi Bính Dần năm 2025 hại Thái Tuế. Hại Thái Tuế, năm hạn Thái Tuế hại tuổi Cầm Tinh, đại diện cho năm đó dễ có kẻ tiểu nhân quấy phá, nhưng chưa đến nỗi phải kỵ. Tuy nhiên, bản mệnh cũng dễ gặp chuyện bất an, tài vận suy kém, sự nghiệp. Cách hóa giải hại Thái Tuế, giảm thiếu hợp tác làm ăn trong năm, không nên quá tin vào đối phương. Trong nhà có thể đặt đồ vật, đồ trang trí màu tím ở hướng nam để giảm bớt họa do những lời khẩu thiệt mà ra. Những ai vào năm phạm Thái Tuế không nên làm gì? Hạn chế đi đám ma, đám hiếu, không vào phòng sinh đẻ. Điều này được lý giải là vì trong vận trình một năm thì không hẳn lúc nào người phạm Thái Tuế cũng xui xẻo, nhưng ngũ hành sinh khắc. Tức nếu tham gia quá nhiều vào các chuyện xui xẻo thì giống như diêm gặp lửa, dễ làm cho bản thân bắt đầu xui xẻo. Nếu nhất định phải tham gia thì tùy vào nghi lễ mà nên tránh làm bước cuối cùng. Ví dụ đưa đám ma thì lúc cuối nên quay lưng lại với bia mộ. Đối với phòng sinh đẻ thì nên chuẩn bị một bao lì xì đỏ để lấy chút khí lành. Không đến nơi hoang du, hẻo lánh, vì theo thuyết âm dương, chỗ nào càng vắng vẻ heo hút, âm khí càng nhiều, không tốt cho người phạm Thái Tuế. Không tiến hành chuyện lớn, chuyện đại sự tốt nhất. Nếu gặp những chuyện có tính biến động lớn hoặc biến hóa không lường trước được thì nên nhẫn nại hoặc không nên tham gia. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Không nên đứng ra giúp đỡ hay bảo đảm cho người khác bất cứ lúc nào phạm Thái Tuế tối kỵ bốc đồng, sốc nổi. Đứng ra lo chuyện bao đồng, giúp đỡ người không quen biết hay giúp bạn bè đứng ra đảm bảo để vay mượn tiền bạc. Những hành động thiếu suy nghĩ sẽ khiến cho bạn vướng phải phiền phức, rắc rối, thậm chí có thể bị họa đau thương hay vướng phải kiện tụng, nên lánh đi là hơn. Trạch tuổi năm 2025. Theo hệ thống cửu trạch vận niên thì gia chủ Bính Dần 1986 trong năm Ất Tỵ 2025 là Trạch Hư. Trạch Hư là một trong năm trạch xấu gồm Trạch Bại, Trạch Hư, Trạch Khốc, Trạch Quỷ, Trạch Tử. Người xưa có thơ rằng: làm nhà cửu trạch vận từng niên, phúc, đức, bảo, lộc phú thọ yên. Nếu gặp bại, hư, khốc, quỷ, tử, chắc là sát chủ với thê hiền. Nghĩa là làm nhà phải chú ý trạch từng năm. Các trạch tốt là phúc, đức, bảo, lộc. Các trạch xấu là bại, hư, khốc, quỷ, tử, trừ ra. Và năm 2025, bản mệnh tuổi Bính Dần 1986 gặp trạch hư, không nên mua nhà, làm nhà hoặc sửa nhà vào năm nay. Trong năm Ất Tỵ 2025, tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, nam mạng, cần đặc biệt chú ý tới hạn thiên tinh và sao Thái Bạch chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn thiên tinh đối với tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, nam mạng. Nói về hạn thiên tinh, ông cha ta có câu thơ sau: thiên tinh phải mắt dạ tai ngục hình.
Hạn thiên tinh liên quan trực tiếp tới vấn đề sức khỏe, thì phi kiện cáo có nghĩa thiên tinh là hạn xấu chủ về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề liên quan đến đường ruột, hệ tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm, nếu không có sự chữa trị kịp thời sẽ nguy tới tính mạng. Ngoài ra hạn này còn liên quan tới việc kiện cáo thị phi. Phụ nữ bị hạn nặng hơn so với nam giới. Sức khỏe: khi gặp hạn thiên tinh làm sức khỏe yếu đi, mắc bệnh về tiêu hóa, khả năng hấp thụ dinh dưỡng kém, nếu nhẹ thì có thể bị đau bụng, đi ngoài, nặng hơn thì ngộ độc tới mức nguy hiểm cho tính mạng. Kiện cáo: người gặp hạn thiên tinh dính tới những cãi giả, xích mích, kiện tụng, thậm chí là rơi vào dòng lao lý, làm ăn không chính đáng dẫn tới tù tội, hoặc bị người khác du oan giá họa, tai bay vạ gió và rơi vào chốn ngục tù. Kiện tụng thì chẳng thắng chỉ thấy thua, chịu tai tiếng, nặng hơn thì chịu án phạt. Hạn thiên tinh gây ra nhiều áp lực tai họa, khiến cho tinh thần không thoải mái, bất an, buồn rầu và mệt mỏi. Cuộc sống gia đình vì thế mà bất hòa, không hạnh phúc. Có hai điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn thiên tinh. Đối với bản mệnh tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, nam mạng, trong năm Ất Tỵ 2025. Thứ nhất, về sức khỏe, những ai gặp sao thiên tinh cần lưu ý tới chế độ ăn uống, chỉ dùng thực phẩm sạch, tránh xảy ra ngộ độc, dành thời gian chăm sóc bản thân, không ăn thức ăn khó tiêu, tránh bị đau bụng, tiêu chảy, tệ hơn là ngộ độc thực phẩm. Thứ hai, liên quan đến kiện tụng, những ai gặp hạn thiên tinh trong làm ăn cần cẩn thận tính toán kỹ lưỡng, không nên vội vàng tin lời người khác để dính vào pháp luật, luôn giữ bình tĩnh, tránh xung đột ra tòa. Bên cạnh đó, cần tu tâm, dưỡng tính, làm nhiều việc thiện, đi chùa cầu bình an, gia đạo hạnh phúc. Đặc biệt, bản mệnh nên có chế độ rèn luyện bản thân nhằm nâng cao sức đề kháng. Bản mệnh tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, nam mạng, trong năm Ất Tỵ 2025, cũng cần chú ý đến sao Thái Bạch chiếu mạng. Sự tác động của sao Thái Bạch đối với bản mệnh tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, trong năm Ất Tỵ 2025. Sao Thái Bạch là một trong hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Gặp phải hạn sao Thái Bạch chiếu mệnh thường hao tốn tiền bạc tài sản lớn, gặp tiểu nhân, kẻ xấu hãm hại, nhiều vướng mắc, rắc rối với luật pháp. Cần kiêng kỵ vì dễ mắc các bệnh về nội tạng. Ngoài ra, sao này thuộc hành kim nên các bệnh liên quan đến hô hấp, xương khớp, thương tích và tai nạn giao thông dễ xảy ra. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Người ăn ở mất âm đức khi gặp sao Thái Bạch còn bị họa lớn hơn bởi kim tinh là hung tinh chủ về hung vận. Kim tinh còn được gọi là triều dương tinh, ánh trăng bị che mờ thì mưu sự khó thành, quý nhân kiến hỷ, thêm nhân khẩu, hôn nhân cưới gả đều có hạn, sử dụng tiền tài cần chú ý tiểu nhân. Người gặp sao Thái Bạch ví như ánh trăng xuyên qua đám mây dậy, nghĩa là vận trình rất tốt nhưng hay ưu phiền vì bị mây mù che phủ. Ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ nên cuộc sống u tối, thường xuyên gặp trở ngại, không phát huy được hết năng lực của bản thân. Trong khi đó người này lại có xu hướng khép kín nên mọi người xung quanh thấy khó lại gần. Nếu bản mệnh vượt qua được những rào cản trên thì vận trình thăng tiến rất nhanh, gặp việc gì cũng cần lưu tâm, chú ý, cẩn trọng với việc cho vay tiền vì dễ phát sinh cãi giả. Khi cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn, nhún nhường sẽ có lợi hơn. Khuyên những người gặp hạn này nên tu thân tích đức, sống hiếu thảo với cha mẹ, kính trên nhường dưới, làm nhiều việc thiện, giúp đỡ người khó khăn cơ nhỡ, tật nguyền. Bên cạnh việc hóa giải vận hạn bằng cách tu dưỡng bản thân thì dưới góc độ tâm linh nhiều người làm lễ dâng sao giải hạn để mong muốn, hy vọng tạo nên sự an tâm, có niềm tin, lạc quan vui vẻ hơn trong cuộc sống, trước là bình an mạnh khỏe, sau là được hanh thông các lợi. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng giải hạn sao Thái Bạch vào 18 giờ đến 20 giờ ngày 15 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày 15 tháng 1 âm lịch, hướng về chính Tây để làm lễ giải sao. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi Bính Dần. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó.
các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để xông đất vào đầu năm mới. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Bính Dần trong năm Ất Tỵ 2025 là Bính Tuất 2006 tốt, Bính Tuất 1946 tốt, Mậu Tuất 2018 tốt, Mậu Tuất 1958 tốt, Kỷ Mão 1999 tốt, Bính Thìn 1976 tốt, Kỷ Mão 1939 tốt, Nhâm Ngọ 2002 tốt, Giáp Tuất 1994 tốt, Nhâm Ngọ 1942 tốt. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Bính Dần trong năm Ất Tỵ 2025 là Tân Hợi 1971 không tốt, Tân Tỵ 1941 không tốt, Tân Tỵ 2001 không tốt, Nhâm Thân 1932 không tốt, Nhâm Thân 1992 không tốt, Canh Thìn 1940 không tốt, Canh Thìn 2000 không tốt, Nhâm Dần 1962 không tốt, Quý Hợi 1983 không tốt, Quý Dậu 1933 không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ Hoàng Đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Vận trình từng tháng âm lịch đối với bản mệnh tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, nam mạng, trong năm 2025 được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2025 đối với bản mệnh tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, nam mạng. Tháng giêng đầu năm mới bản mệnh Bính Dần vui xuân cùng gia đình. Nhưng tháng này là tháng Thái Tuế Án Ngữ, bản mệnh cần lưu ý sức khỏe không được tốt. Trong những ngày Tết không tránh khỏi ăn nhậu với bạn bè, cơ thể ì ạch bệnh cũ dễ tái phát. Đặc biệt bản mệnh chú ý dễ bị ngộ độc thực phẩm do thiên tinh gây ra. Ngoài ra, bản mệnh Bính Dần cũng cần chú ý an toàn khi tham gia giao thông, điềm báo quả huyết quan cận kề. Công việc đã có sự an bài, bởi vậy bản mệnh cứ thuận theo tự nhiên, không nên tạo áp lực cho mình. Tháng này nên ưu tiên cho việc lập kế hoạch, trau dồi kiến thức và kinh nghiệm sẽ tốt hơn. Vận trình tháng 2 âm lịch 2025 đối với bản mệnh tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, nam mạng. Bước sang tháng 2 âm lịch, vận trình tài lộc của bản mệnh tuổi Bính Dần có phần khởi sắc, được tam hợp Thái Tuế trợ vận, mặt công việc. Khi làm ăn hợp tác hay làm các lĩnh vực liên quan tới bất động sản, đất đai có phần thuận lợi, tài lộc cũng có thu nhưng chưa có được sự dư giả nhiều. Lúc thuận lợi bản mệnh cũng cần lưu ý không nên quá ham chơi, ngang bướng, nếu không sẽ khiến sự nghiệp của mình bị phá hoại. Trong lúc làm việc không nên đối đầu với lãnh đạo, nếu không sẽ bị gặp nhiều trở ngại cho vận trình của mình. Đây là tháng có nhân duyên tốt, nhưng cũng đừng quên, quan hệ tình cảm đang phạm hại tiểu nhân, nên bản mệnh cần phải vững vàng về tâm lý, giữ vững lập trường của mình. Vận trình tháng 3 âm lịch 2025 đối với bản mệnh tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, nam mạng. Tháng này là tháng Thìn, có sự xuất hiện của thiên quan, thiên khốc cũng sẽ mang đến cho bản mệnh tuổi Bính Dần gặp rất nhiều phiền phức, khiến bản mệnh gặp nhiều xui xẻo. Đặc biệt chú ý đến giấy tờ quan trọng hay là hợp đồng mua bán, dễ gia vào pháp luật kiện tụng. Về tình duyên cũng không mấy tốt đẹp trong tháng này. Bị ảnh hưởng bởi giác tú hung tinh, tính khí của bản mệnh thay đổi mạnh mẽ. Bản mệnh tỏ ra lo lắng và nóng tính hơn, tự xem mình là trung tâm của vũ trụ nên khó được lòng mọi người. Không chỉ vậy, hồng loan tinh xuất hiện dễ khiến cho bản mệnh rơi vào mối quan hệ tình cảm ngoài luồng, đào hoa dữ, có nhiều mối quan tâm mới, ảnh hưởng tới danh tiếng của chính mình. Vận trình tháng 4 âm lịch 2025 đối với bản mệnh tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, nam mạng. Tử vi của bản mệnh tuổi Bính Dần tháng 4 âm lịch năm 2025, phương diện là công việc và sức khỏe gặp vấn đề lớn. Sự nghiệp của bản mệnh gặp phải nhiều khó khăn do có cục diện tương hại ngăn trở. Nhiều sự cố bất chợt xảy đến khiến cho bản mệnh phải tốn công, tốn sức giải quyết,
dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa cũng khuyên bản mệnh nên phát huy tinh thần chăm chỉ, cần cù, cẩn thận của mình. Đặc biệt là khi tiếp xúc với những công việc mới, bản mệnh chớ hoang mang, lo lắng quá, bởi chỉ cần bình tĩnh là dần dần sẽ làm quen được và tìm ra hướng tiến hành công việc phù hợp. Vận trình tháng 5 âm lịch 2025 đối với bản mệnh tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, Nam Mạng. Bước sang tháng mới, với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn Thiên Đức, tốt cho những ai năng làm việc thiện, cơ hội việc làm cho bản mệnh sẽ được nâng cao, có cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc. Chỉ cần có sự chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc thì sẽ thu được thành quả. Trong tháng 5 âm lịch này, về vận trình sự nghiệp của bản mệnh tuổi Bính Dần có phần khởi sắc. Có thể nhìn ra bản mệnh sẽ có một tháng tốt đẹp, làm việc gì cũng sẽ có quý nhân phù trợ, có lợi cho đường học hành, thi cử, tìm việc, phúc lợi, công việc có sự mở mang và tăng tiến. Tuy nhiên trong tháng cũng sẽ gặp đôi chút thử thách, do bản thân quá ham chơi nên sự nghiệp gặp chút ràng buộc. Vận trình tháng 6 âm lịch 2025 đối với bản mệnh tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, Nam Mạng. Bước sang tháng 6 âm lịch này, bản mệnh tuổi Bính Dần sẽ gặp nhiều thử thách trong công việc, nhiều quy định và luật lệ mới xuất hiện ràng buộc bạn. Bản mệnh sẽ cảm thấy mình tương đối bị động trong mọi việc. Bản mệnh nên tập trung vào công việc chính thi tốt hơn để quên đi sự muộn phiền. Điều này cũng giúp cho bản mệnh tạo được niềm vui. Chỉ cần dựa vào thực lực và sự thông minh của mình để đem về những lợi ích chính đáng và gặt hái nhiều thành quả về cho mình. Bản mệnh không nên tập trung vào các nghề tay trái, những kiểu đầu tư tiền bạc mạo hiểm. Điều này rất dễ dẫn đến hao tán về tiền bạc, không chừng sẽ mất trắng tay, lại đeo nợ vào mình. Ngoài ra bản mệnh trong tháng này cũng nên chăm sóc bản thân nhiều hơn, cảnh giác tốt hơn trong mọi việc, đừng nản lòng nhé. Vận trình tháng 7 âm lịch 2025 đối với bản mệnh tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, Nam Mạng. Tháng này, vận khí không tốt, bản mệnh tuổi Bính Dần đang chịu ảnh hưởng bởi cục diện Dần Thân tương xung, lại thêm Thiên Khốc, địa tan quấy phá, gây ra những chuyện buồn phiền. Về phương diện tình cảm không như ý, bản mệnh tỏa ra lạnh lùng, cục tính. Không chỉ vậy, nửa cuối tháng này nửa kia cũng ít quan tâm đến bản mệnh, hai bên dễ xảy ra tranh cãi. Tháng này, một số người đang kinh doanh chứng khoán hoặc tham gia vào lĩnh vực tài chính có thể gặp phải sự sa sút trong vận may của mình, do bạn đang chịu tác động lớn từ năng lượng tiêu cực đưa tới. Trong tháng bạn không nên tham gia vào các trò may mắn, nếu không tiền đến tiền đi rất dễ phá sản. Ngoài ra tháng này là tháng cô hồn, bản mệnh tuổi Bính Dần cũng không nên thực hiện các công việc trong đại. Vận trình tháng 8 âm lịch 2025 đối với bản mệnh tuổi Bính Dần 1986, Nam Mạng. Tháng 8 âm lịch cho thấy vận trình của bản mệnh Bính Dần gặp hung tinh tuế phá xuất hiện. Những ai đang nỗ lực mà chưa có kết quả như ý thì cũng đừng vội buồn. Bạn không nên quá xem trọng yếu tố vật chất mà lại gây áp lực cho bản thân một cách thái quá. Bạn nên nhớ rằng hiếm có lộc từ trên trời rơi xuống nên bạn đành phải tự lực cánh sinh, thế nên thành quả đến muộn cũng là chuyện dễ hiểu, lúc này đòi hỏi bạn phải có sự kiên nhẫn hơn. Sức khỏe giảm sút, dễ đau ốm, mất tiền thuốc thang trị bệnh, tài chính vì thế mà biến động, thu chi mất cân đối, áp lực tiền bạc lớn, đề phòng tình trạng phá tài vào cuối tháng. Tử vi tháng 9 âm lịch 2025 đối với bản mệnh tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, Nam Mạng. Tháng 9 âm lịch đối với bản mệnh tuổi Bính Dần gặp được cục diện ngũ hành tam hợp, Dần Ngọ Tuất trợ mệnh, được quý nhân giúp sức. Công việc của tuổi Bính Dần vẫn trên đà tiến triển không ngừng. Có điều gì có nhiều hung tinh chiếu mệnh nên bản mệnh trải qua không ít khó khăn trước khi có được kết quả cuối cùng. Hơn thế, trong tháng tài vận tuy có tăng nhưng không nhiều, kiếm được đồng tiền phải tất bật hơn trước. Nhất là những ai đang kinh doanh thì doanh thu tăng vượt trội trong thời gian ngắn, khi bạn biết tập trung lợi thế của doanh nghiệp mình. Vận trình tháng 10 âm lịch 2025 đối với bản mệnh tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, Nam Mạng. Nhị hợp trợ mệnh, trong tháng 10 âm lịch này, vận trình của bản mệnh Bính Dần sẽ có nhiều thay đổi tích cực nhờ ảnh hưởng của các tinh. Người làm công việc kinh doanh, buôn bán gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Người làm công ăn lương cũng có một tháng tốt lành, công việc trôi chảy, bạn cũng không cần phải lo lắng quá nhiều.
Về phương diện tài lộc của bản mệnh tuổi Bính Dần trong tháng này tương đối tốt. Mặc dù tháng này gần cuối năm, tương đối bận rộn, nhưng tình hình nhìn chung được suôn sẻ. Bản mệnh có được cơ hội gặt hái được nhiều tiền bạc, đảm bảo nhu cầu cuối năm và mua sắm trong dịp Tết sắp tới. Bản mệnh tuổi Bính Dần có được sự năng động, tinh thần rất sung mãn, trong tràn đầy năng lượng, sẵn sàng chiến đấu với khối lượng công việc cuối năm. Vận trình tháng 11 âm lịch 2025 đối với bản mệnh tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, nam mạng. Tháng 11 âm lịch, vận trình công việc của bản mệnh tuổi Bính Dần tương đối bận rộn. Bản mệnh phải đối phó với khối lượng công việc tương đối lớn và áp lực bị đè nặng. Công việc có nhiều hạng mục cần phải thực hiện, bản mệnh cần phải lập ra những kế hoạch chi tiết và khoa học thì mới mong đạt được kết quả tốt. Trong tháng này bản mệnh phải cần đến sự giúp sức của người khác để hoàn thành, cũng đừng có ngại ngần khi nhờ tới anh em, bạn bè cùng nỗ lực hỗ trợ để hoàn thành được nhiệm vụ. Tháng này tài lộc của bản mệnh tuổi Bính Dần có chút giảm sút, tuy vẫn có thu, nhưng có nhiều việc cần phải chi tiêu ngoài ý muốn. Ngoài ra tháng này bản mệnh cũng nên chú ý giữa làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, đừng làm việc quá sức, nếu không cơ thể sẽ mệt mỏi, kiệt sức lại ốm bệnh. Về sức khỏe chú ý các đồ vật trong gia đình và khi tham gia giao thông tránh gặp quả huyết quang gây thương tích cho thân thể mình. Bước sang tháng 12 âm lịch 2025, đối với bản mệnh tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, nam mạng. Bản mệnh tuổi Bính Dần trong tháng 12 âm lịch này, thiên về bận rộn, bản mệnh ít bị tác động bởi các hung tinh. Vận trình sự nghiệp vẫn có sự khởi sắc, đặc biệt những người kinh doanh buôn bán có cơ hội gặt hái tài lộc đầy tay. Tuy nhiên, trong tháng cũng cần chú ý lời ăn tiếng nói, dễ nảy sinh thị phi, bản thân quá ngang bướng, nóng nảy, cho nên không được mọi người ủng hộ. Bản mệnh Bính Dần cũng nên biết khắc chế điểm này, suy nghĩ thận trọng trước khi nói hay làm. Vì đây là tháng cuối năm nên mọi thu nhập đều dồn về trong tháng này, tài lộc gia tăng, nhưng chi phí cũng không ít. Bản mệnh nên lên kế hoạch cho việc chi tiêu để không bị hao hụt số tiền lớn. Tháng 12 âm lịch là thời gian tốt để bản mệnh độc thân tìm kiếm những cơ hội mới cho đời sống tình cảm. Bạn nên lưu tâm đến điều tiết kế hoạch thời gian để tìm kiếm một nửa cho mình nhé. Nhân sinh cảm ngộ. Lời nhắc cải mệnh dành cho bản mệnh tuổi Bính Dần. Điều cấm kỵ thứ nhất đó là oán hận trời đất, nói mà không nghĩ. Những người thường xuyên oán trách trời đất, đổ lỗi cho người khác, nói những lời làm tổn thương, lăng mạ người khác thì chắc chắn đã tự hủy hoại đi vận may về tài lộc và phúc đức của mình. Bản thân họ cũng luôn cảm thấy đau khổ, dằn vặt, mọi sự chẳng yên. Những người như thế dù có được kế thừa gia tài đồ sộ thì tài vật cũng phải bị phân tán hết, cuối cùng sống trong khổ sở. Điều cấm kỵ thứ hai, thể hiện bản thân. Người ta càng phô diễn thứ gì thì càng chứng minh rằng bản thân họ đang thiếu chính những điều đó. Làm người nhất định phải chú ý một điểm, càng thể hiện điều gì càng thấp kém ở điểm đó. Có lẽ bạn không biết, nhưng thể hiện bản thân là điều khiến trời đất phẫn nộ. Vì thế tạo hóa sẽ khiến bạn mất đi sự thể hiện và kiêu ngạo bằng cách lấy đi tất cả những gì gọi là năng lực của bạn. Càng thể hiện thứ gì thì bạn càng dễ mất đi thứ đó. Điều cấm kỵ thứ ba, đó là cấm kỵ tham lam vô độ để bị dục vọng khống chế. Trong Tăng Quảng Hiền Văn có ghi lại, thấy đủ thường đủ, cả đời không nhục, biết dừng thường dừng, cả đời không thẹn. Người biết đủ sẽ rất vui vẻ, hạnh phúc, bởi vì bọn họ sẽ không bị dục vọng làm dấy bẩn, cũng sẽ không bị dục vọng sai khiến. Khi làm việc gì không thể vì chút dục vọng mà làm cho đến tuyệt tình, làm gì cũng phải lưu lại một chút khoảng trống, như vậy mới không tạo thành sai lầm để rồi phải hối hận mãi về sau. Dục vọng là từ đâu, sự nhục nhã từ đâu mà có, cũng chỉ là hai chữ biết đủ. Lão Tử từng nói, biết đủ thì không nhục, biết dừng lại thì không nguy, thế mới có thể lâu dài. Những lời này chính là nói người ta sống thì phải biết đủ, người không biết đủ thì sẽ trở nên tham lam, cứ cố gắng lao đầu về phía trước, như vậy thì cách tai họa cũng không còn xa nữa. Trong tác phẩm nổi tiếng xưa có câu rằng, thân hậu hữu dư dông súc thủ, nhãn tiền vô lộ tử hồi đầu, tạm dịch, sau lưng có đường lui nhưng không chịu buông tay, trước mắt muốn quay trở về cũng không còn lối. Câu nói ấy thật sâu sắc, là một lời ám chỉ người xưa, chẳng phải nhắc nhở chúng ta phải cảnh giác đó sao, khi bị dục vọng điều khiển. Biết rõ phía trước là vực sâu thăm thẳm nhưng vẫn cứ nhắm mắt làm liều, không chịu dừng lại, hãm sâu vào nơi tăm tối,
đến lúc bị dục vọng khống chế luôn rồi thì hối hận cũng đã muộn. Trong Đạo Đức Kinh cũng có nói, yêu nhiều ắt sẽ tổn nhiều, chất chứa nhiều ắt sẽ mất nhiều. Nếu không kịp thời khắc chế dục vọng thì đâu chỉ có bất vào tổn đơn giản như vậy. Tham lam vô độ, không biết tiết chế, bị dục vọng điều khiển, đây chính là cái bẫy thứ ba của kiếp nhân sinh. Đời người phiền não không kể hết được. Chỉ cần nhẫn được thì ngày mai trời lại sáng, thân nơi bóng tối, gặp phải nghịch cảnh cũng không được ủ rũ, tĩnh tâm lại, tìm ra nguyên nhân, phía trước sẽ là bầu trời xanh. Điều cấm kỵ thứ tư, cấm làm những chuyện ham chiếm tiện nghi. Nói đến lợi ích, có những thứ rất bề mặt ai ai cũng nhìn thấy được, nhưng lại có những thứ rất ẩn hình, tưởng là phúc đấy thực ra lại là họa, tưởng là lợi đấy thực ra lại thiệt thòi nhiều hơn. Bởi vậy, chỉ có người dạy mới ham chiếm tiện nghi, tranh tranh đấu đấu, tìm cách dơ lợi ích về mình. Họ tưởng rằng đó là khôn ngoan, nhưng cuối cùng lại khiến bản thân phải chịu thiệt nhiều hơn. Ngược lại, người khôn sẽ không vì cái lợi trước mắt mà chiếm đoạt tiện nghi bất chính. Họ hiểu rõ đạo lý nhân quả, muốn được thì phải biết phó xuất, trên đời không có của trời cho. Vậy nên họ sẵn sàng chịu thiệt, nhường một bước để thấy biển rộng trời cao. Kỳ thực, chịu thiệt chính là phúc, có những lúc chịu thiệt mới có thể nhận được phúc báo sau này. Nói đi nói lại cũng chính là muốn nhận được hồi báo thì phải học cách cho đi. Dân, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về Tử Vi tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, Nam Mạng, trong năm Ất Tỵ 2025. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.